Shiny khó bắt nhất. Chủ đề mà tôi đợi khi mà DLC ra mắt đã xong và toàn bộ Pokemon trong danh chính xuất hiện thì mới có thể làm để trải nghiệm một cách khách quan nhất. Còn quái vật nào là cái đứa khó săn Shiny nhất trong cái thế hệ này? Bây giờ là thế giới mở rồi, tỷ lệ xuất hiện Shiny cũng không phải là tiêu chí đánh giá tụi này có hiếm hay không nữa. Pokemon bây giờ xuất hiện trước mắt bạn chứ không ngẫu nhiên chạy ra từ bụi cỏ, nên cái săn bắt hái lượm của chúng ta cũng phải thay đổi rất nhiều. Shiny Pokemon cũng sẽ xuất hiện đâu đó trong một gang Pokemon bình thường, một cách âm thầm. Một vài con Pokemon Shiny màu sắc rất nổi bật so với những con thường, còn một số con thì nhìn chỉ muốn dùng ngôn từ phụ khoa với tụi nó mà thôi. Bạn thấy thì bạn hên vãi ò, còn bạn không thấy thì mất Shiny là chuyện bình thường. Chưa kể đến yếu tố môi trường, sáng tối, trời mưa, trời nắng, bão tuyết, bão cát ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn của bạn. Và còn một số Pokemon có kích thước quá nhỏ để chúng ta có thể phân biệt được đây là một con Pokemon hay là cục cứt mũi dính trên màn hình máy chơi game của bạn. Dẫn đến việc khó khăn nhất khi bắt Shiny bây giờ, ngoài cái tỷ lệ ra, ta còn những con cực kỳ khó nhọc để có thể phân biệt được đâu là Shiny. Từ hai tiêu chí đó, đây là top 10 Pokemon khó săn Shiny nhất cái thế hệ thứ 9 này. Trên cả 3 vùng đất là Kitakami, Paldea và Học viện Blueberry luôn. Ok, bây giờ thì vô! Hạng 10 là Chakadet. Lại là cái con Chakadet. Nếu trong cái video về những Pokemon khó bắt nhất trong vùng Paldea, tôi có đề cập đến việc gặp được Chakadet ngoài hoang dã rất khó khăn, thì việc săn Shiny tụi này còn máu chó hơn nữa. Vì Shiny Chakadet chỉ khác dạng thường ở con mắt mà thôi, mà ngoài tự nhiên thì tụi này khá là nhỏ, nên với cái điểm khác biệt duy nhất này, bắt buộc chúng ta phải chạy đến từng con để xem kỹ mới biết con nào là Shiny. Bạn có thể dùng cơ chế Auto Battle để tìm Shiny cũng được, nhưng nếu ở trong Mass Outbreak mà đánh ngất 120 con thì cái Mass Outbreak đó cũng biến mất luôn, nên là cẩn thận đó. Ở hạng 9 là Shiny Phanpy. Gia đình này sống chủ yếu ở sa mạc hoặc là Area Zero, nhưng đa số người ta sẽ tìm nó ở trong sa mạc vì ở đây có xuất hiện Mass Outbreak, dễ để săn những Pokemon Shiny có uy hiệu hoặc là có kích cỡ to tùy thích. Mà ở khu vực sa mạc thì hay có bão cát, nghe giới thiệu là thấy quải chè đậu rồi ha. Xong giờ nhìn Shiny đi, đây là con thường, còn đây là Shiny nè. Ủa giỡn mặt hả? Shiny Phanpy chỉ có màu sắc sáng hơn con thường một chút, và lúc trời sáng thì còn dễ bắt, nhưng ngày và đêm cách nhau chỉ khoảng 36 phút, hiệu lực của bánh sandwich thì 30 phút, nên không thể tránh khỏi việc màn đêm buông xuống lúc đang săn Shiny giữa chừng. Và ba vắng đêm thì nghĩ coi, với cái màu sắc như thế này vào ban đêm thì nghỉ chơi luôn đi, ai chơi nổi. Cho nên tôi mới nói cái yếu tố môi trường ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến việc săn Shiny, và cũng là một yếu tố độc đáo trong bản game của thế hệ này. Chúng ta qua hạng 8. Hạng 8 là Shiny Flabébé. Ok, đây là một con Flabébé. Còn đây là Shiny Flabébé, cũng dễ phân biệt đúng không? Rồi, đây, thấy gì không? Hãy chích liền. Nếu Chakadet và Phanpy tuy là khó nhìn, nhưng ít ra kích thước ngoài tự nhiên của tụi nó vẫn còn có thể phân biệt được, thì cái con Nacno này, ngoài cái chuyện phải sử dụng Auto Battle ra, thì tôi không nghĩ có một cái cách nào dễ hơn để bắt Shiny của tụi nó. Đó là nói tới việc bạn cầm cái máy game lên dí sát con mắt để tìm nha. Tôi chưa nói đến những người chơi trên laptop hay là màn hình TV như tôi, thì thực sự là hấp diêm thị giác không hơn không kém. Ở hạng 7 là Tauros, vùng Paldea. Tauros ở vùng này có 3 dạng, nhưng cả 3 dạng đều có màu chủ đạo là màu đen tuyền. Và đây là Shiny của tụi nó. Má nó làm biến vừa vừa thôi chứ trời. Cái khác biệt duy nhất là cái đầu đen hơn cái con thường thôi. Trời ơi là trời, cứu tôi, đỡ tôi dậy. Chứ tôi tức điên. Con đại trà hệ giác đấu còn dễ tìm ha, chứ con hệ lửa hay con hệ nước là chắc chắn phải xài bánh sandwich rồi đó. Rồi chạy vào ban ngày thì có thể thấy được tụi nó, nhưng giống như trường hợp của Phanpy, thế nào màn đêm cũng buông xuống thì bạn cũng biết rồi ha. Tắt đèn thì nhà tranh như nhà ngói thôi, không thấy quá gì hết. Qua hạng 6 là Slowpoke. Tôi sẽ nói đây là một Pokemon khiến tôi ức chế nhất khi đi săn Shiny. Vì dù cho tụi nó có thân hình to lớn và ù lì thì vẫn không bỏ qua được cái chuyện là màu Shiny và màu cái con bình thường nó không khác nhau cái giống ôm gì hết. Tức bay màu. Đây là nhìn trên hình còn thấy rõ là Shiny nhạt màu hơn nha. Nhìn nó ngoài tự nhiên vào ban đêm hay ban ngày cái quần đùi gì cũng không phân biệt được hết. Cách tốt nhất là chạy lại từng con và để coi màu sắc của tụi nó có bị bệt đi hay không, chứ đứng từ xa quan sát thì hẹn kiếp sau chưa chắc tìm ra. Trời ơi, cho xin ba lại. Rồi vô top 5 thôi. Là Dynamo. Nói thật lòng là tôi chưa săn cái con này. Vì cái ngày mà đang dạo chơi vui vẻ và đụng trúng nó thì tôi xác định là cái con quái thai này máu chó hơn cả Flabébé. Đây là Dynamo bình thường. Và đây là Dynamo Shiny. Và đây là một đàn Dynamo để bạn đi bắt. Thấy gì không? Hãy chết liền. Tụi này quá nhỏ. Đã vậy Shiny thì không khác cái quần què gì con thường hết. Tụi nó mà đều lặn dưới nước thì kiếm bằng cái gì? Bằng cái nịt.
Tôi không phải là người hay bỏ cuộc, và nếu quyết tâm là chơi đến cùng. Nhưng gặp tụi này thì chỉ thấy tiền đồ tối đen như chị dậu thôi. Chim cút cho lẹ là thưởng sách. Cho nên là tôi thấy rất nể những người mà try hard đi săn con này nha. Thay vì vậy mình sang cấp 2 đỡ hơn không? Cái họ nhà này vẫn mặt thiệt quay ơi. Rồi hạng 4 là Gimigo. Cái hộp kho báu này ngoài việc gặp được tụi nó vô cùng đặc biệt, thì cái việc tiến hóa tụi nó là như một kiếp nạn thứ 83 luôn. Còn Shiny thì là một cái vô nghĩa nhất tôi từng thấy. Đây là Shiny, và đây là dạng bình thường, và đây là khi tiến hóa. Là Shiny chưa? Bà nội cha nó giỡn mặt với tao, đừng có cản tao. Ok, cho dù là nó có vô nghĩa và mất thời gian, thì việc sở hữu Shiny Gimigo cũng không hề dễ. Shiny Pokemon này hiện tại chỉ có thể sở hữu thông qua việc đánh những sự kiện Terra Raid, và tỷ lệ xuất hiện Shiny như bình thường luôn, vẫn là 1/4096. Và vì trong hang Terra sẽ không có bất cứ cách nào để có thể tăng tỷ lệ ra Shiny cả, nên việc mà chúng ta đi check từng cái Terra Raid và vào trong đó rồi thì chỉ có đánh thắng hoặc đánh thua mới có thể trở ra lại, là một chuyện chẳng ai rảnh mà làm cả. Mà cho dù bạn có rảnh đi chăng nữa thì cái sự kiện này cũng đã kết thúc cách đâu đó một năm nay rồi. Nên hiện tại dù cho Tết đến xuân về, hè sang thu tới đông gọi mời, thì cũng méo có cách nào mà bắt Shiny cái con này hết. Mà bắt xong chắc tức thêm thôi. Bao nhiêu nỗ lực đổi lại một con Shiny khác cuốn gì con bình thường đâu. Ở hạng 3, lại nói về cái video những Pokemon khó sở hữu nhất trong vùng Paria, thì Tendermouth, gia đình 3 thành viên, The Dunsparce, dạng 3 đốt, là hai cái loài khó sở hữu nhất khi chỉ có 1% tiến hóa lên mới sở hữu được. Thì đây, xét theo khía cạnh Shiny, gia đình Tendermouth ăn đứt gia đình The Dunsparce về sự khó chịu trong việc bắt Shiny. Đúng là cả hai gia đình này đều rất chi là phiền phức, nhưng ít ra Shiny The Dunsparce còn có màu hồng nồng cháy rất dễ nhìn, và kích thước của nó ngoài tự nhiên cũng thuộc dạng là to tướng đó. Còn Tendermouth, Shiny của tụi nó nè, con bình thường nè. Đó, khác mỗi cái bụng màu vàng không ra vàng mà xám cũng không ra xám. Có chúng ta là xám hồn thôi. Xong chưa hết, coi kích cỡ của tụi nó ngoài tự nhiên nè. Bà nội cha mấy anh đừng có cản em. Em cô máu với tụi này, nó giỡn mặt với tụi mình thiệt mà mấy anh. Vậy đó, chúc các bạn may mắn ha. Hạng 2 là Shiny Lycanroc, dạng hoàng hôn. Bây giờ nè, Rockruff có 3 dạng tiến hóa: ban ngày, ban đêm và hoàng hôn. Hai dạng ban ngày ban đêm thì dễ rồi, chờ tối hay sáng gì đó rồi cho tiến hóa hay bắt từ ngoài tự nhiên cũng được. Ngày và đêm trong game cũng kéo dài 30 phút. Tuy là hơi phiền nếu đang săn ban ngày mà màn đêm buông xuống và ngược lại, nhưng nhiêu đó không là cái đinh hay cái cọng lông chân gì so với dạng hoàng hôn hết. Nếu bạn nói tôi là giờ bắt Shiny Rockruff đi, rồi chờ đến hoàng hôn, rồi cho nó tiến hóa là xong. Nhưng Game Freak nói, thấy tụi bay hạnh phúc tao đâu chịu nổi. Chỉ có những con Rockruff có đặc tính Own Tempo mới có thể tiến hóa thành dạng hoàng hôn ở level 25. Còn những con có đặc tính khác sẽ không bao giờ có thể tiến hóa lên được. Nhưng vấn đề một con Rockruff bình thường chỉ sở hữu 3 đặc tính là Keen Eye, Vital Spirit và Steadfast. Ủa? Vậy cái đặc tính Own Tempo nằm đâu? Những con Rockruff có đặc tính Own Tempo là một giống loài đặc biệt có tỷ lệ xuất hiện cực kỳ hiếm trong tự nhiên, mà bạn chỉ có thể sở hữu bằng cách bắt từ nó ở ngoài tự nhiên mà thôi. Mà đó là với những con chó có màu bình thường là đã khó bắt rồi. Nên cái việc bắt Shiny Rockruff có đặc tính Own Tempo rồi đợi hoàng hôn tới để tiến hóa là một việc làm đi thẳng vô tâm trái đất luôn, tự hủy luôn. Cách tốt nhất là bắt thẳng con Lycanroc dạng hoàng hôn. Rồi mà nó cũng không dễ hơn bao nhiêu hết á. Thời điểm hoàng hôn chỉ đâu đó tầm 6 phút trong game hoặc là hơn, xong rồi nó sẽ chuyển về ban đêm liền. Nghĩa là bạn chỉ có 6 phút trong một chu kỳ ngày đêm để bắt một con Lycanroc dạng hoàng hôn thôi. Đến đêm là tụi Lycanroc dạng ban đêm sẽ thấy chỗ. Rồi đó, kể đến đây là thấy đủ máu chó đẻ liền. Ngay cả khi bạn kiếm được Mass Outbreak của dạng hoàng hôn, thì khi đến ban đêm hoặc là ban ngày, những hình dạng khác sẽ thấy chỗ ngay lập tức. Nên việc bạn săn Shiny hình dạng này không ức chế thì không ăn tiền. Chúc các bạn đời đời an vui khi mà quyết định săn Shiny con này ha. Rồi chúng ta qua hạng 1. Đối với tôi, hạng 1 Pokemon khó bắt Shiny nhất chính là Minear. Ở học viện Blueberry, nơi có rất nhiều Pokemon vùng khác sinh sống, thì Pokemon sao băng này cũng sẽ có mặt. Ngoài việc tụi nó có ngoại hình cực đẹp thì tụi nó còn có mặt ở đây để chọc mù mắt chúng ta nữa. Vì đặc điểm của tụi này là sẽ luôn có một lớp vỏ bao quanh để bảo vệ phần lõi bên trong, nên ngoài tự nhiên chúng ta chỉ có thể biết được màu của lõi khi đã bắt thành công tụi nó mà thôi. Đúng vậy, đây là vấn đề. Màu Shiny trong phần lõi của tụi nó rất dễ nhận biết, nhưng màu vỏ bên ngoài thì giống y chang nhau. Lớp vỏ này sẽ ở nguyên đó, chỉ khi chúng ta vào trận thì hiệu ứng Shiny mới xuất hiện mà thôi. Nên chỉ có một cách khả thi nhất là sử dụng cơ chế Out to Battle. Nếu Pokemon của mình không đánh con nào thì con đó là Shiny. Hoặc nhiều khi là Pokemon mình làm bí không đánh cũng chừng. Anh xui lắm.
Một ác mộng nhỏ cho chúng ta là đôi khi mấy con Minion mà chúng ta thấy bên đường và bỏ qua, nhiều lúc nó lại là một con Pokemon Shiny đó. Thôi nghĩ nhiều thì càng đau thêm thôi. Như vậy, dẫn đến một trường hợp nữa là chúng ta không nên săn Shiny tụi này trong Mass Outbreak. Vì Mass Outbreak sẽ biến mất nếu số lượng Pokemon bị đánh bại là 120. Nên chỉ có thể săn Shiny bằng cách sử dụng Sandwich bình thường mà thôi. Mà cái này sẽ làm khó rất nhiều người chơi săn Shiny muốn có Mark, hay là kích cỡ to, hay là nhiều dạng Shiny hiếm hiếm khác. Xong, nếu bạn may mắn gặp được một Pokemon Shiny, thì kiếp nạn của bạn chưa hết đâu. Tụi này đều sẽ học được Explosion, một chiêu tự hủy theo đúng nghĩa đen. Nên là một khi thấy Shiny rồi, thì lưu game lại. Mà sao biết trước được tụi nó có Shiny hay không mà lưu game? Còn không, thì cách thứ hai là mang theo mấy Pokemon có đặc tính là Jam, như là Swampert hoặc là Politoed, để chặn những chiêu phát nổ của tụi này. Chứ đang vui vẻ hí hửng khi gặp được Shiny, cái tụi nó phát nổ một cái thì cay còn hơn ăn chục quả ớt đó nha. Và đó là tất cả 10 Pokemon mà tôi cảm thấy là khó săn Shiny nhất trong cả thế hệ 9 này luôn. Theo các bạn, thì những Pokemon Shiny nào mà các bạn cảm thấy khó săn nhất, hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn.